kính chào các bậc phụ huynh. Ngày hôm nay chúng ta bàn đến tuổi khủng hoảng lên 3, có nghĩa là bắt đầu khủng hoảng từ 2 cho đến 4 tuổi. Có đứa trẻ sớm hơn và có đứa trẻ muộn hơn. Thì tất cả những cái biểu hiện của tuổi khủng hoảng lên 3 nó là như thế nào? Việc đầu tiên là các bạn nhỏ rất muốn làm ngược lại tất cả những cái ý muốn của người lớn và thậm chí ngược lại cả ý muốn của mình nữa. Thứ hai, đó là các bạn vô cùng bướng bỉnh. Các bạn khăng khăng muốn mặc cái váy này chứ không muốn mặc váy kia, muốn mặc cái áo này chứ không muốn mặc áo kia, muốn đi đôi giày này chứ không phải đi đôi giày kia. Đó là sự bướng bỉnh mà không có sự thỏa hiệp được. Cái việc thứ ba, đó là mọi trật tự trong nhà bị đảo lộn, không còn tuân theo mọi nguyên tắc nữa, chống lại mọi nguyên tắc, mọi giờ giấc, luôn luôn sẵn sàng cáu kỉnh, bực bội và thậm chí nếu không cảm thấy hài lòng có thể hét lên rất là to. Thứ tư, đó là đòi hỏi độc quyền, kể cả là đứa con duy nhất trong gia đình hay là đã có chị, có em, thì giống như là một cái cảm giác ghen tị hay là ghen tuông vậy. Trẻ đòi hỏi độc quyền trong mọi việc, đòi bố mẹ phải đáp ứng ngay nhu cầu của mình, giận dữ với các anh chị em ruột. Và cuối cùng là một cái từ luôn luôn vang lên trong nhà, đó là không, con tự, không muốn như thế và con làm ngược lại ý kiến của cả nhà. Và đó chính là những vấn đề khiến cho các bậc phụ huynh cho rằng đây không phải là tuổi khủng hoảng của các bạn nhỏ lên 3 nữa, mà chính là thời điểm khủng hoảng của cả bố mẹ và của cả gia đình. Và tôi cho rằng là có thể chúc mừng tất cả các bậc phụ huynh nếu nhìn thấy con mình có những cái biểu hiện đó, bởi vì đó là những biểu hiện của sự trưởng thành. Các bạn đã bước sang một cái bước mới, từ một em bé vụng về cái gì cũng phải dựa vào bố mẹ mình, thì bây giờ các con đã bắt đầu muốn có ý chí tự lập, độc lập và muốn khẳng định rằng con tự. Để đối mặt với tất cả những vấn đề này, để khiến cho cả bố mẹ và con cái trải qua những vấn đề của tuổi khủng hoảng lên 3 một cách dễ chịu hơn, thì chúng ta có thể đưa ra 5 nguyên tắc